mong cầu tất cả chư Phật có lòng thương con. Tức là khi mình sám hối tới 35 vị Phật đó. Bây giờ con xin sám hối tất cả những tội mà con đã tự gây phạm cho mình, hoặc bảo những người khác phạm, hoặc sung sướng vì thấy những kẻ khác phạm trong đời này, trong những đời trước, kể từ sinh tử luân hồi vô thủy. Con xin sám hối những tội ăn trộm trong tháp miếu Stupa, ăn trộm những vật của tăng hoặc những vật của tăng bốn phương, những tội do con tự phạm, bảo những người khác phạm hoặc sung sướng thấy người khác phạm. Con xin sám hối năm tội vô gián mà con tự phạm, bảo người khác phạm hoặc sung sướng khi thấy kẻ khác phạm. Con xin sám hối 10 điều bất thiện mà con tự phạm, bảo người khác phạm hoặc sung sướng lúc thấy kẻ khác phạm. Rồi thấy kẻ khác phạm mình cũng sung sướng lắm. Vì thấy người ta phạm mình không phạm mình thấy sung sướng rồi. Như thế là có tội rồi đó. Con xin sám hối những tội mà con đã phạm, dù con có giấu hay không, đều sẽ khiến con đáng đọa vào các ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Hoặc khiến con đầu thai ở những biên địa như một kẻ thấp hèn, hoặc đầu thai sinh vào nơi mọi rợ. Cũng mong chư Phật, cúi mong chư Phật, chư Thế Tôn chứng quyết cho con và thương nhớ chăm sóc con. Vì trước chư Phật Thế Tôn, con xin bạch thêm, nếu trong đời hiện tại của con hay trong những đời khác mà con đã từng trồng bất cứ những căn lành nào, như căn lành bố thí, ngay cả đến chỉ bố thí chút đồ ăn, giữ gìn tịnh giới, sống đời thanh tịnh, trong sạch, giúp đỡ các chúng sanh và tu hành bồ đề và trí vô thượng, thì con sẽ xin gom góp tín lường và xin hồi hướng tất cả thiện căn ấy cho vô thượng bồ đề. Con xin hồi hướng giống như tất cả chư Thế Tôn, chư Phật ở thời quá khứ, vị lai, hiện tại cũng hồi hướng như vậy. Con hiện sám, bây giờ đến câu kệ, con hiện sám hối tất cả những tội. Con xin tùy hỷ với các phước và tùy hỷ với những công đức của chư Phật. Nguyện mong con đạt thành trí vô thượng. Chư Phật quá khứ, tương lai và hiện tại đều là bậc tối thắng trong chúng sanh. Hôm nay con xin quy mệnh lễ bái và xưng tụng biển vô lượng công đức. Đó là tròn cái kinh mà mình gọi là Tam Uẩn Pháp. Như thế là trọn vẹn kinh Tam Uẩn Pháp, tức là bản kinh nằm ngay giữa lòng kinh Quyết Định Tỳ Ni. Cái tên mà kinh đó, kinh mà Upali còn có kinh là Quyết Định Tỳ Ni. Tỳ Ni là giới luật á. Cũng có tên là Tồi Diệt Tâm Thức. Cũng có tên là Upali Hội. Kinh Quyết Định Tỳ Ni là nằm giữa lòng kinh Ratnakuta Sutra, hay là Maha Ratnakuta Sutra, tức là Đại Bảo Tích Kinh. Như Bồ Tát Nagarjuna Long Thọ đã nói rõ trong sớ của Ngài về bản kinh Tam Uẩn Pháp này, tức là Bodhipatti Dasanavritti. Sớ tức là chú thích về sự truyền xưng những điều suy sụp của một kiến sĩ Bồ Tát, tức là sớ về Tam Uẩn Kinh, Sri Skanda Dharma Sutra. Như thế là chúng ta đã đề cập đến một kinh quan trọng để sám về sám hối nghiệp trước, là kinh Tam Uẩn Kinh, trong kinh Upali. Trong Tam Uẩn Kinh nằm trong kinh Upali, mà kinh Upali còn có nghĩa là Quyết Định Tỳ Ni, giới luật quyết định, mà cũng có tên là Tồi Diệt Tâm Thức. Bởi vì khi chúng ta sám hối, chúng ta phải tiêu diệt tâm và thức chúng ta đi. Bởi còn tâm còn thức là còn ngã, còn nhân, còn chúng sinh, còn thọ giả, còn ý thức gì cái bản thể, bản chất của mình. Đó là sám hối thấp. Còn Ngài Long Thọ, Ngài có giảng từng vị Phật, tại sao bao năm vị Phật? Mỗi một vị Phật là từ biết bao nhiêu tỷ kiếp tội lỗi của chúng ta, trong từng mỗi vị Phật, mà trong 35 vị Phật, mỗi một vị thôi, thì là bao nhiêu tỷ kiếp, Ngài Long Thọ giảng rất rõ, bao nhiêu tội lỗi của chúng ta. Cái phần mà có thể gọi là tinh túy trong những của kinh Upali, hay là kinh Tồi Diệt Tâm Thức, hay là kinh là Quyết Định Tỳ Ni, tức là giới luật quyết định. Mà đây cái phần thứ hai, hôm nay tôi giảng phần thứ hai. Và phần thứ hai này là cái phần mà khó hiểu nhất, mà đồng thời là cái phần mà nguy hiểm nhất. Bởi người nào không hiểu phần thứ hai này thì có thể là hoặc không làm gì hết, hoặc là có thể phá đạo, phá Phật Pháp. Mà phần thứ hai này có sự xuất hiện của Đại Trí Huệ, tức là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Manjushri.